Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 12, sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Theo kế hoạch đã phê duyệt, học sinh thành phố Cần Thơ được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày bắt đầu từ 28 tháng Chạp. Nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ dự trữ nguồn hàng phong phú và đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm, đẩy mạnh tiêu thụ. Câu chuyện về nhà vệ sinh công cộng tại khu vực Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và lễ đón nhận quân chương lao động hạng nhất. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu Cần Thơ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển. Năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt gần 3 triệu 900 ngàn tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 99 ngàn tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Đây cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ bổ sung một số chức năng nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, để công nghệ số trở thành công nghệ của nền tảng. Cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung đạt các chiến lược quốc gia cho từng lĩnh vực và là năm tổng tiến công về chuyển đổi số, trở thành toàn dân và toàn diện, 500 triệu tài khoản sử dụng các nền tảng số hiện nay. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả cũng như đóng góp của ngành thông tin truyền thông. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tập trung vào công cuộc chuyển đổi số, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm sao cho hài hòa để lộ trình phù hợp, phấn đấu hoàn thành phủ sóng viễn thông bao trùm toàn diện đến mọi người dân, mọi miền đất nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng biên giới hải đảo. Đẩy mạnh tập trung xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng số, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế số, phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong ngành thông tin và truyền thông trong hoạt động chuyển đổi số. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong việc sử dụng các nền tảng số, đẩy mạnh đấu tranh các nền tảng xuyên biên giới, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật Việt Nam. Với những thành tựu nổi bật đạt được trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông vinh dự đón nhận quân chương lao động hạng nhất. Cũng trong sáng hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Khoa Hậu Medic Cần Thơ đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 23 tháng 12, 2017, với sự cố gắng không ngừng nghỉ. Sau 5 năm, Đa khoa Khoa Hậu Medic Cần Thơ đã khẳng định vị trí thương hiệu cùng giá trị thiết thực trong chăm sóc sức khỏe an sinh xã hội cho người dân trong và ngoài thành phố Cần Thơ. Trong 5 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị 915.570 lượt, thực hiện phẫu thuật thủ thuật cho 68.173 trường hợp. Chất lượng bệnh viện không ngừng được nâng cao từ điểm trung bình 2,56 điểm năm 2018 lên 3,92 điểm năm 2022. 5 năm qua, bệnh viện cũng đã tổ chức 62 đợt khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng nhà, tặng quà cho cựu chiến binh, gia đình chính sách hộ nghèo trong và ngoài nước với tổng số tiền hơn 14 tỷ 500 triệu đồng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực của bệnh viện đã đạt được trong chặng đường 5 năm thành lập và phát triển, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển hoạt động chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả. Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức cũng đã trao tặng khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong năm 2022 và 5 năm qua. Trong đó, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, thành viên Hội đồng Quản trị, đã vinh dự được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Vào chiều nay, trong khuôn khổ ngày Indonesia đã diễn ra hội thảo quảng bá du lịch Indonesia tại Cần Thơ. Đến dự có ngài Agusta Vieno Sofian, Tổng lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhằm giới thiệu những điểm đến, những nét văn hóa đặc sắc của Indonesia đến với người dân Cần Thơ, đồng thời quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch của Cần Thơ đến phía Indonesia,
qua đó kết nối xây dựng chương trình tour phù hợp với nhu cầu của thị trường các nước, tăng cường mối quan hệ hợp tác để mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch giữa Indonesia và Cần Thơ. Ngài Agusta Viano Sofian, Tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá Cần Thơ rất giàu tiềm năng về du lịch, tin tưởng rằng sự khác biệt văn hóa giữa Indonesia và Cần Thơ sẽ tạo nhiều cơ hội hợp tác về phát triển du lịch, hướng đến những thị trường khách tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn, trong đó có quy định thời gian nghỉ Tết. Theo đó, học sinh các cấp được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 10 ngày từ 19 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 năm 2023, tức từ 28 Tết đến mùng 7 Tết. Riêng sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn Cần Thơ nghỉ Tết theo kế hoạch riêng của nhà trường, không theo khung thời gian quy định của ngành giáo dục thành phố. Cũng theo kế hoạch, học kỳ 2 đối với các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 năm 2023 đến trước ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, sắp tới đây thì chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023 sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức trong 2 ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2023 tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy. Và trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao quà Tết cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Chương trình cũng bố trí 30-40 gian hàng để trưng bày, giới thiệu và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động, hỗ trợ giá từ 10% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm, hàng hóa hoặc giá giao dịch thị trường và gian hàng không đồng. Đặc biệt tại chương trình, các công nhân còn có cơ hội giao lưu văn nghệ thể thao, bốc thăm trúng thưởng, giúp cải thiện đời sống tinh thần nhân dịp Tết đến xuân về. Dự kiến chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ chào đón hơn 5.000 đoàn viên đến tham dự. Quý vị thân mến, cuối năm luôn là thời điểm sức tiêu dùng mua sắm của người dân tăng cao, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, quần áo. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp đơn vị đã dự trữ nguồn hàng phong phú cùng các chương trình khuyến mại hấp dẫn nhằm kích cầu mua sắm, đẩy mạnh tiêu thụ. Thời điểm này, dạo quanh các siêu thị, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều sẽ thấy nhiều mặt hàng phong phú như đồ dùng thiết yếu, gia dụng, may mặc, các giỏ quà Tết vân vân với những mức khuyến mãi hấp dẫn. Tại siêu thị Co-op-Mart Cần Thơ trên đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều đang áp dụng chương trình giảm giá hơn 1.000 sản phẩm từ 5% đến 49%, hay mua 1 tặng 1, tặng quà cho khách hàng mua các sản phẩm trị giá trên 4.500.000 trở lên, vân vân. Tuy nhiên, khuyến mãi sâu nhưng theo đơn vị, nguồn hàng vẫn đảm bảo được kiểm soát chặt chẽ về mẫu mã, chất lượng. Là nhà phân phối, là nhà bán lẻ hàng đầu, cho nên là rất là chú trọng về cái việc chất lượng, cho nên là luôn luôn kiểm soát chặt chẽ và đảm bảo hàng hóa được trưng bày trên nội kệ hoặc là lưu thông trên thị trường, đảm bảo cho khách hàng và đồng thời cho khách hàng là truy xuất hàng hóa. Tại shop thời trang Sonisa trên đường Mậu Thân, phường An Phú, quận Ninh Kiều, bắt đầu từ tháng 11 đã treo biển giảm giá khuyến mãi cho các mặt hàng quần áo, đầm, váy, túi xách, vân vân. Trung bình mỗi ngày có trên 50 lượt khách đến cửa hàng mua sắm. Thường cuối năm thì em sẽ mua quần áo, túi xách, lựa chọn những cửa hàng giảm giá nhưng mà vẫn chất lượng, mẫu mã thì đa dạng, thích hợp với túi tiền và những cửa hàng uy tín nữa. Hàng giảm giá thì mình cũng cần phải nhiều, có nhiều mẫu mã với lại chất lượng tốt. Về quần áo thì cái form dáng nó phải đẹp, loại vải thì giống như là không cần nó quá cao cấp đâu, nhưng mà về cái chất liệu thì mình đối với hàng giảm giá thì chất liệu nó cũng phải tốt, chứ không phải là hàng may sơ sài này kia. Sẽ hỗ trợ chương trình dành cho khách hàng nhân dịp cuối năm thì Sonisa thời trang U30-40 thì sẽ hỗ trợ khách hàng giảm giá toàn bộ cửa hàng từ 20-70%. Có một số sản phẩm sale sâu kích thích những vào cho khách hàng là sẽ giảm từ 49, 79 và 99 ngàn. Và có những sản phẩm đầm thì 149 ngàn. Về túi xách thì những sản phẩm này là những sản phẩm được tuyển chọn và có giá giảm là lên tới 30%. Những sản phẩm thiết kế này cho ra mắt thì nó đáp ứng được nhu cầu chất lượng là hàng đầu. Vì Sonisa kinh doanh là theo cái tiêu chí là phải là chất lượng đẹp và giá thành phải bình dân. Vì các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở kinh doanh triển khai nhiều chương trình khuyến mãi là cơ hội để người tiêu dùng có thể mua sắm hàng hóa với giá thành hấp dẫn.
Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để một số cơ sở kinh doanh trà trộn hàng hóa không đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng uy tín của nhà sản xuất chính hãng và sức khỏe của người tiêu dùng. Do vậy, người tiêu dùng cần có sự tìm hiểu, lựa chọn thông thái đến những địa chỉ đáng tin cậy để mua sắm. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, quận Ninh Kiều vừa triển khai kế hoạch nâng cấp, giảm giá và tu sửa các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn. Đó là các tuyến như Nguyễn Cư Trinh, Trần Việt Châu, Tôn Thất Tùng, Phạm Hồng Thái đã xuống cấp hư hỏng và ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại. Cùng với việc nâng cấp, quận còn cải tạo lại hệ thống cống thoát nước, giúp cho việc tiêu thoát nước được nhanh chóng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán năm nay. Như vậy, qua đợt nâng cấp các tuyến hẻm tuyến đường do quận quản lý dịp cuối năm nay, hầu hết các tuyến đường tuyến hẻm trong quận đều đã được nâng cấp, đảm bảo cho việc đi lại trước, trong và sau Tết được an toàn. Quý vị thân mến, du lịch thì thường gắn liền với tham quan, trải nghiệm, vui chơi, giải trí và thưởng thức ẩm thực nữa. Vâng, thưa quý vị, trong đó có cả những chuyện tế nhị nhằm phục vụ nhu cầu cần thiết cho du khách như là nhà vệ sinh chẳng hạn. Và sau đây sẽ là câu chuyện về nhà vệ sinh công cộng tại khu vực Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Khu vực bến tàu khách và bến tàu du lịch tại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Tại đây, theo ghi nhận, có một nhà vệ sinh di động phục vụ du khách. Tuy nhiên, đó là một nhà vệ sinh tư nhân và có thu phí. Thành ra là mỗi lần đi là phải tới tốn tiền. À, cũng tốn tiền vô, vì cũng có người dịch vụ hay gì đó. À, là có người đi vô, nếu mà vô là mỗi người phải mấy ngàn vậy đó. Còn nếu ở đây, nếu làm ở đây thì gần gần thì cho người khách tham quan, với mà khách du lịch người ta nó dễ dàng hơn. Bến Ninh Kiều là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ. Tại đây mỗi ngày trong tuần, mà nhất là thứ Bảy và Chủ nhật, có rất đông du khách đến tham quan, hóng mát hay ngắm cảnh Cần Thơ về đêm. Đây cũng là điểm khởi đầu cũng như điểm kết thúc cho chuyến hành trình khám phá đất Tây Đô. Vì vậy, rất cần có thêm hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại đây. Tại vì khu du lịch mà. Cho nên mình phải có những cái mà vệ sinh công cộng cho những khách. Nếu có cần thiết có thì vẫn tốt thôi. Tốt cho những người ta đi, ví dụ như ta đi tham quan cho nó tiện, đúng ta mát gì đó, ta mát giải quyết. Tức là hiện nay cũng có, nhưng mà nó so với yêu cầu của khách đó, thì nó cũng chưa thỏa mãn, nó cũng chưa đó là thuận tiện cho khách khi đến tham quan bến du lịch của Ninh Kiều. Có một thêm vài cái nữa nó cho người dân ra để thoải mái với người ta, khách vừa khách du lịch tham quan mà vừa khách trong tỉnh mình luôn. Có thể người dân đi tập thể dục hoặc là người ta xuống đây, người ta xuống Bến Ninh Kiều người ta chơi rồi đó, người ta cũng có chỗ người ta tới luôn, người ta cũng có chỗ người ta đi vệ sinh, ta khỏi phải chạy đi xa. Một bến Ninh Kiều nhộn nhịp và thơ mộng về đêm, nơi đây có cầu đi bộ và hệ thống các du thuyền, có các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách gần xa. Thiết nghĩ, chuyện đầu tư thêm nhà vệ sinh công cộng cũng cần được ngành chức năng quận Ninh Kiều và thành phố xem xét. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 51.800 ha, chiếm hơn 36% diện tích tự nhiên của thành phố. Riêng trong năm qua, sản lượng thủy sản xuất khẩu ước đạt khoảng 150.000 tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt 486 triệu đô la Mỹ. Cần Thơ tiếp tục là một trong những địa phương có ngành thủy sản phát triển mạnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Cần Thơ có gần 9.100 ha nuôi thủy sản, trong đó diện tích thả nuôi đã thu hoạch là gần 7.130 ha, với sản lượng nuôi trồng đạt hơn 209.300 tấn. Riêng diện tích nuôi cá tra trong năm 2022 gần 700 ha, trong đó hơn 520 ha đã thu hoạch với sản lượng hơn 169.000 tấn, chiếm 80,8% tổng sản lượng thủy sản nuôi đã thu hoạch của toàn thành phố. Sản xuất cá tra hiện nay đang được đẩy mạnh thực hiện theo các quy trình nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm như GAP, SQF, ASC, BAP nhằm cung cấp nguồn sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Thưa quý vị, chi bộ ấp An Thạnh, xã Dê Xuân, huyện Phong Điền đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó đã giúp kinh tế xã hội địa phương phát triển, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ấp An Thạnh có 274 hộ với 1.264 nhân khẩu. Chi bộ có 15 đảng viên.
Bằng sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, trong 5 năm qua, ấp An Thạnh đã có nhiều đổi thay đáng kể, nhất là về cảnh quan, đường xá. Riêng năm nay đã vận động làm mới 1,2 km đường từ 2m đến 4m, số còn lại đổ đá bụi, bảo đảm cho bà con đi lại dễ dàng. Hiện ấp cũng đã vận động 100% người dân tổ 4, tổ 5 đồng ý hiến đất, vật kiến trúc để nhà nước làm mới 1,82 km đường 4m, vận động mạnh thường quân bắt hai cầu liên ấp, tổng kinh phí 600 triệu đồng. Phát huy thế mạnh kinh tế vườn, sản lượng trái cây tăng từ 16 tấn một hecta năm 2017 lên 24 tấn một hecta năm 2022. Ấp cũng thành lập một câu lạc bộ hoa kiểng sản xuất có hiệu quả. Kinh tế phát triển giúp giảm 15 hộ nghèo so với năm 2017, hiện chỉ còn một hộ nghèo. Thu nhập bình quân từ 39 triệu đồng một người một năm năm 2017 tăng lên 56 triệu đồng một người một năm năm 2022. Hỗ trợ cho dây vốn để mình sản xuất, địa phương hỗ trợ cho cái vô tổ hợp tác, ưu tiên đăng ký lô của bên Phong Điền á. Mở đường tới giờ đó, dân chúng ai cũng phấn khởi, cho con em đi học đồ cũng thoải mái. Hướng tới, chi bộ ấp An Thạnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống bà con, tạo mọi điều kiện để người dân làm giàu chính đáng, vận động làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nông hộ làm ra sản phẩm có chất lượng. Mấu chốt để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được chi bộ xác định là coi trọng sự thống nhất từ trong chi bộ ra quần chúng nhân dân. Cái đặc điểm của chi bộ An Thạnh là rất là đoàn kết. Coi đoàn kết là cái mấu chốt hàng đầu để trong cái hoạt động thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của trên giao. Thật ra nếu mà đưa được hết các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về cho nhân dân thì người dân người ta rất là đồng tình ủng hộ. Từ đó đó nó tạo điều kiện cho ấp An Thạnh hoàn thành 5 năm liền xuất sắc. Trong năm 2022, những cái kết quả đạt được thì cũng có cái phần góp phần quan trọng của chi bộ ấp An Thạnh. Năm 2022 thì chi bộ ấp An Thạnh cũng được ban chấp hành đảng bộ xã là đánh giá phân loại là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đặc biệt trong đó thì cái chỉ tiêu về vận động bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của chi bộ ấp An Thạnh đã đạt và vượt so với cái chỉ tiêu nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã đã đề ra. Những kết quả đạt được, chi bộ ấp An Thạnh đã tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, đặc biệt là ngày càng lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, mạng lưới xe buýt Cần Thơ đã ngày càng phủ kín kết nối hành khách các khu vực đến trung tâm thành phố. Trong giai đoạn từ 2022 đến 2025, Cần Thơ sẽ mở thêm 10 tuyến buýt nội ngoại thành. Tính đến nay, thành phố Cần Thơ đã có được 7 tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn với tổng chiều dài mạng lưới tuyến hơn 254 km. Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đang đầu tư xây dựng 10 bãi đỗ xe buýt, kết hợp điểm đầu cuối xe buýt gồm có Ba Láng, Cái Cuôi, Ung Môn, Mỹ Khánh, Nam huyện Cờ Đỏ, Đông huyện Thới Lai, Thốt Nốt, thị trấn Vĩnh Thạnh, Kinh Bê và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Giai đoạn 2022-2025, Cần Thơ sẽ mở mới 6 tuyến nội tỉnh và 4 tuyến xe buýt lân cận liền kề. Trong đó, ưu tiên các tuyến xe buýt trục ngang để kết nối các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tại các đầu mối giao thông nhằm phục vụ hành khách chuyển tiếp đến trung tâm thành phố. Như vậy, xe buýt cơ bản đã phủ kín mạng lưới tuyến kết nối tất cả các nội ô và các tỉnh liền kề. Thời gian qua, cán bộ Hội viên Phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã cùng nhau thực hiện tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Đây là mô hình dân vận khéo ba tự quản do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phát động và thực hiện có hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Khoảng một năm nay, 40 thành viên thuộc chi hội phụ nữ khu vực 5 phường Cái Khế tự nguyện đăng ký tham gia mô hình phụ nữ thực hiện tự quản vệ sinh môi trường. Kết quả, khu vực đã xây dựng tuyến đường Đoàn Thị Điểm đạt 3-0. Chị em phụ nữ rất là nhiệt tình tham gia về cái môi trường, cho nên là cảnh quan ở trên khu vực của tôi thường là được chị em dọn dẹp sạch sẽ, rác thì thu gom vào túi ni lông để đúng nơi quy định, đúng giờ quy định, góp phần cho khu vực 5 phường Cái Khế của chúng tôi được sáng, xanh, sạch, đẹp. Còn đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hưng Lợi cũng đã thành lập tổ phụ nữ tự quản an ninh trật tự.
qua đó tuyên truyền về hành vi, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư. Kết quả đã xây dựng tuyến Quảng Trọng Quang trở thành tuyến đường 3-0. Khi thực hiện là mô hình 3-0 đó, thì người dân trong cái khu phố là rất là đoàn kết với nhau, quyết tâm thực hiện cái mô hình là bằng cái cách là dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trên tuyến đường thì có gắn camera để quan sát, để giữ gìn cái an ninh. Và người dân thì liên kết với nhau bằng cái cách dự là 3 số điện thoại kết nối Zalo để mình là khi mà có cái vấn đề gì thì mình thông tin. Để mô hình giữ gìn khéo phụ nữ thực hiện 3 tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bước đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều chọn phường Cái Khế và phường An Bình làm điểm chỉ đạo. Sau đó nhân rộng ra tất cả các cơ sở hội, xuống chi, tổ hội được hội viên phụ nữ đồng tình và tích cực tham gia. Qua một năm thực hiện mô hình phụ nữ thực hiện 3 tự quản về an ninh trật tự, thì các chị em có ý thức nhiều hơn, mạnh dạn cung cấp những thông tin để phòng chống đấu tranh các loại tội phạm. Tự quản về an toàn giao thông thì ý thức chấp hành về luật giao thông của các chị được nâng cao. Thực hiện tự quản về vệ sinh môi trường thì các chị thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Mô hình 3 tự quản của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, cũng như nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần cùng cấp ủy chính quyền xây dựng quận Ninh Kiều luôn sáng, xanh, sạch đẹp, là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, vào sáng nay, Ban Quản lý Hệ thống Sân Bóng Đá An Bình đã tổ chức khánh thành cụm sân bóng đá Riverside Cồn Khương 2 thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là cụm sân bóng đá thứ 5 thuộc hệ thống sân bóng đá An Bình, quy mô gồm 6 sân bóng đá 5 người và 2 sân bóng đá 7 người. Với việc khai trương cụm sân này, hiện nay ở Cồn Khương gồm 2 cụm sân với 10 sân bóng đá mini, đáp ứng nhu cầu tập luyện, góp phần nâng cao thể lực của thanh thiếu niên và tổ chức các giải thi đấu bóng đá ở địa phương. Hiện nay, hệ thống sân bóng đá An Bình có 5 cụm sân thuộc các phường An Bình, cụm sân thuộc khuôn viên nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, Cồn Khương 1 và 2 thuộc quận Ninh Kiều và cụm sân Nam Long thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với quy mô từ 6 đến 10 sân bóng đá 5 người và 7 người. Trong tương lai, Ban Quản lý Hệ thống sân bóng đá An Bình tiếp tục thực hiện dự án đầu tư phát triển sân cỏ nhân tạo ở các huyện ngoại thành, cung cấp sân chơi cho cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.